Alo, cô biết tôi là ai đúng không? Hai chúng ta nói chuyện với nhau đi. Cô là tiểu tam của anh Đạt à? Cô không cần phải móc mỉa tôi. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô rằng á, hai người trước giờ đã không còn tình cảm, tại sao còn bám mãi không buông? Tối qua lúc cô gọi điện, anh ấy đang ở cùng với tôi. Một người dối trá như vậy cô vẫn muốn tiếp tục à? Vậy tôi muốn xác định lại một chút là tối qua chồng tôi ở cùng với cô đúng không? Đương nhiên rồi, anh ấy rất là đau khổ bởi vì con cái cho nên vẫn chưa ly hôn với cô thôi. Vậy tôi muốn chắc chắn lại lần nữa là cô và chồng tôi đang yêu nhau phải không? Đúng, nhưng mà tôi tin là cô đã biết từ lâu rồi. Tại sao cô không buông tay đi để chúng tôi đến với nhau? Được thôi, tôi chỉ muốn xác nhận một vài điều. Cuộc gọi này đang được ghi âm á, nên cô có thể kể nhiều một chút về tình yêu của hai người đi, xem tôi có cảm động không. Nếu mà tôi cảm động thì mọi người cũng sẽ cảm động, và quan tòa cũng sẽ cảm động. Từ giờ trở đi, mỗi lời nói cô nói ra thì tương lai cô sẽ hối hận đấy. Cô chọn đi. Tối qua, lúc cô gọi điện, anh ấy đang ở cùng với tôi.